tu samma sambuddha sa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ga Qua Đó. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ga Qua Đó. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ga Qua Đó. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, saṅkhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, duṭiyampi. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, duṭiyampi. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, duṭiyampi. Saṅkhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, tatiyampi. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, tatiyampi. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, tatiyampi. Saṅkhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava Đó. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava Đó. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava Đó. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, tutiyampi. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, tutiyampi. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, tutiyampi. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, tatiyampi. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, tatiyampi. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, tatiyampi. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Chúng con đem hết lòng thành kính xin quy Phật, chúng con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp, chúng con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng, chúng con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì, chúng con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì, chúng con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì, chúng con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba, chúng con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba, chúng con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Tissaranagyanang paripunang pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami, adinna dana veramani sikkhapadang samadhiyami, kamesu micchacara veramani sikkhapadang samadhiyami, musavada veramani sikkhapadang samadhiyami, surame raya macchapamadathana Vê Ramani Sikha Badang Samadhiya Mi. Con xin vân dự điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vân dự điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vân dự điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vân dự điều học là tránh xa sự nói dối. Con xin vân dự điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Amapante panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami, adinnadana veramani sikkhapadang samadhiyami,
Kame sumiccha chara vairamani sikha padang samadhiyami musavada vairamani sikha padang samadhiyami surame rayamach japa ma dathana vairamani sikha padang samadhiyami. Chúng con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Chúng con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Chúng con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Chúng con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Chúng con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Thế Tôn có dạy rằng imani pancha sikha bada nisadukanka to apamade na nicchakalang sammara kitap bang chư thiện tinh sau khi đã thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo, hãy ráng quân dự hành theo cho được thanh tịnh đến trọn đời, chẳng nên dễ vui. À ma pan te, dạ xin vâng. Thế Tôn có dạy rằng Sile Nisugatin Yang Thi 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 Tasma Si Lam Vi So Thách Ye. Tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được giàu sang nhiều tài sản cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được chứng ngộ nhập Niết Bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy chư Phật tử hãy cố gắng thọ trì giới luật, đừng để lâm nhơ. Sa-đu lành thay. Dạ con kính tri ân sư Nguyên Thông đã truyền tâm quy và ngũ giới cho chúng con. Dạ con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh. Dạ kính thưa sư, xin phép sư cho chúng con sám hối Phật Bảo Pháp Bảo. Dạ. Uttamange na vande ham padapham suvarutamang puteyo kalito doso Bhutto kamatutang mamang Uttamange na vandeham Dhamman cha duvitang varang Dhammeyo kalito doso Dhammo kamatutang mamang Uttamange na vandeham Sangan cha duvito tamang Sangeyo kalito doso Sango kamatutang mamang. Chúng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật, là đấng chí tôn chí thánh các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến Phật Bảo, cúi xin Phật Bảo xá tội lỗi ấy cho chúng con. Chúng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng Pháp Bảo là Pháp Học và Pháp Hành, các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến Pháp Bảo, cúi xin Pháp Bảo xá tội lỗi ấy cho chúng con. Chúng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc Tăng Bảo là Phàm Tăng và Thánh Tăng, các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến Tăng Bảo, cúi xin Tăng Bảo xóa tội lỗi ấy cho chúng con. Dạ, một lần nữa con kính Sakatwa buddharatanang o satang o tamang varang Itang deva manusanang buddhate che naso chinana sang tubadava sabbe dukha vupasamang tute Sakatwa dhammaratanang o satang o tamang varang parilahu pasamanang thammate che naso chinana Nana sang tu pa da va sap be pa ya vu pa sa mang tu te Sakatwa sang karatanang o satang u tamang varang a hu ne yang pa hu ne yang sang ka te che na so ti na
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con xin kính đảnh lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, con xin kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh và Nguyên Như xin kính chào toàn thể đạo tràng. Và con thấy Pháp Sư đã vào đến, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô ta sa pa ga va tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pa ga va tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pa ga va tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa Brahma chaloka thipati sahampati katan chali an thiwarang ayachatha santi thasantam parachang khachatika Desi tu tham mang anu cam bi mang ba cha tham ma phê rin quy nhà dân cha ca dân xuân tân cha bần thân a phi tham ma chấm mang A cô ta dân tu cha tu san cha đan đăng ba bố tha nay ye pa ri sa ya man che e vang sa ham ba ti brahma Và ga văn tăng a ya cha tha tuân hi phà quê na tăng bố thu ca ruôn nhế na thi hoa sa ya tân ha vô tha ya ba đê na mi ga đa yang ta tô ga tô bần cha văn gia đa vô nay dê A mang ba ye si tham ma to ta to ba phu ti sam bu tho anu na tham ma de sa nang ma kha wa sa ni de se si sat ta nang an thi sin tha kang te na sa tu a yo phan te de se tu tham ma de sa nang tam ba di tha pa ri sa ya anu cam bam bi ca ta quê nắc mô bích thà giá nắc mô tham ma giá nắc mô sang mai sang kha giá và con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh sư Pháp Thanh có thể đăng đàn để cho chúng con bài học của ngày hôm nay và nguyên như con xin kính thỉnh sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá và kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng. Để kính chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Thì chúng ta đã học về cái phần tứ chánh cần là thận trừ tu bảo. Về cái phần trong bài học thì chúng ta đã học phần tóm lược, đại sư cũng chia sẻ giảng rộng ra. Hôm nay thì chúng ta tìm hiểu về cái lời dạy của Đức Phật qua kinh, qua pháp để chúng ta càng hiểu rõ hơn về cái bốn pháp chánh cần. Thì trong
phẩm 37 pháp trợ đạo đó, thì bốn pháp chánh cần được xem là cái pháp mà nó có khả năng, nó hỗ trợ cho các vị hành giả trong cái sự tu tập để nỗ lực thực hành để diệt trừ tất cả những cái ác bất thiện pháp, rồi phát triển và bảo vệ gìn giữ cái thiện pháp. Chúng ta phát triển những cái thiện pháp đó, bằng trong phương pháp thiền định, thiền tuệ, hoặc là chúng ta có những cái suy tư chân chánh để nhằm mục đích là đè nén, tạm thời khống chế, rồi chúng ta phát triển trí tuệ đi đến để mà diệt trừ. Thì ở trong trợ đạo thì gọi là tứ chánh cần, nhưng mà ở trong những bài kinh ấy, như trong cái bài kinh 38 điều hạnh phúc, thì quý vị thấy là hai cái pháp đầu tiên để thực hành các pháp hạnh phúc là Đức Phật dạy không hướng theo kẻ hay là không gần gũi kẻ ác. Rồi xong, thân cận bậc trí tuệ, thân cận bậc thiền trí. Đó, thì đây là cái điểm khởi đầu cho tất cả các cái pháp đem đến sự an vui. Tại vì khi mà gần gũi cả ác, cả ác là cái gì? Nó cả ác hay kẻ dữ đó, theo cái định nghĩa của Phật giáo đó, là gì? Những cái người này đó, ý suy nghĩ ác, khẩu nói ác, rồi thân hành ác, đó là những cái kẻ dữ hay là kẻ ác. Đó, rồi cái bậc trí hiền, bậc trí tuệ hay là bậc thiện trí ở đây là cái gì? Là những vị chỉ cho chúng ta thấy được cái tính chất chân đế, cái chân thật, cái thực tính của chính cái bản thân này và những cái gì xung quanh đó. Cho nên đó là chúng ta phải có sự xa lánh. Nếu mà chúng ta là cái người có trí tuệ, chúng ta muốn tu học thì sao? Chúng ta phải tránh xa những cái kẻ mà thân khẩu ý không có được tốt đẹp như vậy. Và sao? Và phải gần gũi những cái bậc có cái sở hành tốt đẹp, chính đáng, có trí tuệ, để chúng ta thấy được cái chân đế ở ngay cái thân ngũ quẩn này. Đó, rồi chúng ta thấy được cái đó để gì? Để chúng ta không chấp mê, chúng ta sửa đổi, cải chính tri kiến. Cải chính tri kiến đây là một cái điều hết sức là quan trọng, chứ không phải là bình thường. Ngay chính ngày hôm nay, ngay chính giây phút này, nếu mà chúng ta không ngăn ngừa, chúng ta không sửa đổi, chúng ta không diệt trừ những cái mê lầm tà kiến, thì ngày chiều nay, ngày mai, ngày mốt, những cái mê lầm tà kiến này nó đeo đẳng chúng ta. Mà không phải là ngay trong kiếp sống này không, mà sẽ nhiều kiếp sống khác nữa. Chúng ta còn rơi trong cái mê lầm tà kiến. Mà chính vì mê lầm tà kiến, chúng ta mới nói sai, mới làm sai từ những cái suy nghĩ không đúng, không chính chắn. Cho nên chúng ta phải diệt trừ những cái mê lầm
tà kiến thì nó cũng là kẻ ác, kẻ xấu ở trong nội tâm chúng ta. Nói xong, chúng ta trừ tất cả những cái mê lầm tà kiến, những cái tâm bất thiện, những sở hữu bất thiện. Rồi chúng ta suy tư, tìm hiểu và học hỏi thấu đáo các cái pháp thiện. Rồi nha, chúng ta mới thực hành từ trong cái suy nghĩ suy tư tạo thành những cái tác ý, những cái tác ý thiện lành này rồi bắt đầu sao mới thể hiện qua Phật khẩu, nói những lời tốt đẹp đem đến an vui, nói lợi mình lợi người, làm những điều lợi ích tốt đẹp, làm những điều lợi mình lợi người đó. Thành ra đó trong kinh thì Đức Phật cũng có dạy, nhưng để chúng ta học mà chúng ta không có suy tư, không có tìm hiểu cặn kẽ, cho nên á rồi á chúng ta đọc ngày nào cũng đọc mà chúng ta không thấy, không xu hướng theo kẻ giữ thân cận các bậc trí tuệ, nhưng mà chúng ta đọc mà chúng ta không có để tâm xem xét suy tư, không gần của kẻ ác thân cận bậc trí trí hiện, có thật sự là tránh xa những cái điều bất thiện những trong nội tâm chúng ta không? Rồi chúng ta có thường xuyên tạo cho những cái tác ý, cái suy nghĩ thiện nó sanh khởi ở trong chúng ta không? Đó, cái điều đó là cái điều quan trọng. Chứ mỗi ngày mình ase vana cho ba la năng, rồi kia nọ mình đọc Bali danh sách, mình đọc nghĩa lào lào, nhưng mà cái điều quan trọng mình có suy tư để mình thấy được pháp không? Cho nên á, pháp ở khắp mọi nơi, chứ không phải chỉ có ở trong kinh điển không, mà ngay cả trong đời sống, trong hiện tại chúng ta, nếu mà chúng ta hiểu biết Phật pháp, chúng ta thấy pháp thì pháp ở khắp mọi nơi. Cho nên là vị trưởng lão Ngài Hòa Thượng Siêu Minh nói xong, nếu mà chúng ta có cái tác ý, có muốn tìm tòi, muốn tìm hiểu thì pháp bảo là ở xung quanh chúng ta chứ không đâu xa. Tất cả là điều chúng ta học. Mà nếu mà chúng ta ngay trong giây phút này, ngay trong hiện tại này, ngay trong kiếp sống này mà chúng ta dễ vui, lơ là, chảnh mãn, chúng ta không có chịu học thì sao? Chúng ta phải quay trở lại, phải trở lại học, học cho xong rồi mới lên được lên lớp. Thì vậy đó. Cho nên nếu mà chúng ta muốn rút ngắn cái con đường sanh tử luân hồi, muốn rút ngắn cái con đường khổ đau, thì chúng ta phải ráng cố gắng, chúng ta phát triển cái trí tuệ của mình. Mình thấy pháp, pháp ở trong thân này, trong tâm này, pháp ở xung quanh tất cả chúng ta. Đó. Kẻ ác không phải là chỉ bên ngoài không, mà ở trong nội tâm chúng ta nữa. Rồi bậc trí hiền á, không phải bên ngoài không, mà ở trong chính nội tâm chúng ta. Rồi sao? Đúng là tránh xa cái ác, không để cho các cái ác bất thiện pháp nó sanh khởi trong cái nội tâm chúng ta, không trong cái tác ý của chúng ta. Mà chúng ta phải gìn giữ, phát triển cái thiện lành á. Rồi cái thiện lành này không phải là bây giờ á, thôi tôi giữ năm giới là đủ rồi, mà mình phải phát triển lên. Thành ra đó, trong pháp của kinh đó, nói sao, mình đừng có gần gũi cái người mà họ thấp thỏi hơn mình. Nếu mà mình có năm giới mà mình đi chơi với những không có giới nào thì sao, thì mình lỗ, mình đâu học hỏi gì được ở họ đâu. Cho nên đó,
mình phải chơi với người bằng mình hoặc hơn mình à, thì mình mới có học hỏi được, đúng không? Ví dụ như giờ mình giữ năm giới thì mình gần gũi, mình thân cận với cái người có năm giới à, để mình hiểu biết, mình hiểu biết cặn kẽ cái lợi ích à, cái à, tốt đẹp của gìn giữ trọn vẹn năm giới à. Rồi sao giờ mình phải kiếm cái người bạn hơn mình chút, giờ cái người tám giới à, thế gì để gần gũi cái người này để mình hiểu biết nhiều hơn à, để mình có sự tiến bộ hơn à, cái người học bằng mình hoặc là hơn mình thì mình mới có làm bạn để mình học hỏi, mình chia sẻ được. Chứ còn mình làm, mình học lớp 5 mà mình đi làm bạn với người lớp 1, lớp 2 thì mình học hỏi gì được đâu, phải không? Đó. Cho nên á, là trong đời sống chúng ta cũng phải biết như vậy. Thì ở đây nè, sư cũng xuất ra một cái bài kinh về cái lời Đức Phật dạy để nó cũng liên quan đến cái bài học. Thì bây giờ xin quý vị quan hỷ, sư sẽ đọc cái phần chánh kinh à, để mình nói là nói có sách ha, có rõ ràng. Hạng người nên thân cận. Tăng chi cục bộ kinh chương 3, ba pháp phẩm người. Thì các tỳ kheo, thế nào là hạng người không nên gần gũi, không nên sống chung, không nên hầu hạ cúng dường? Ở đây này các tỳ kheo, có hạng người thấp kém về giới, định, tuệ. Hạng người như vậy, này các tỳ kheo, không nên gần gũi, không nên sống chung, không nên hầu hạ cúng dường, trừ khi vì lòng thương tưởng, vì lòng tự mẫn. À, ở đây á, là tại sao mà có cái vấn đề mà trừ khi à, vì lòng thương tưởng, vì tự mẫn. Đó, ở đây là nói à, vì mình biết cái người này như vậy đó, nhưng mà mình thấy tội nghiệp à, vì cái lòng từ mình muốn giúp đỡ, mình muốn tế độ cho những cái người đó đó, thì mình có thể mình giúp đỡ. Và này các tỳ kheo, thế nào là hạng người nên gần gũi sống chung, nên hầu hạ cúng dường? Ở đây này các tỳ kheo, có hạng người đồng đẳng với mình về giới, định và tuệ. Hạng người như vậy, này các tỳ kheo, nên gần gũi sống chung, nên hầu hạ cúng dường. Vì cớ sao? Với ý nghĩ cả hai thiện xảo về giới. Câu chuyện của chúng ta sẽ thuộc về giới, được diễn tiến lợi ích cho cả hai chúng ta, và sẽ làm cho cả hai chúng ta được an lạc. Cả hai thiện xảo về định, cả hai thiện xảo về tuệ. Câu chuyện của chúng ta sẽ thuộc về tuệ, được diễn tiến lợi ích cho cả hai chúng ta, sẽ làm cho cả hai chúng ta an lạc. Cho nên người như vậy á, nên gần gũi, nên sống chung, nên hầu hạ cúng dường. Thì cái người mà đằng đẳng với mình về giới ha, vị đó cũng giữ năm giới, và vị đó có về bố thí, rồi vị đó cũng có sự tu tiến ha, thì mình gần gũi còn nói chuyện được à. Bởi ở ngoài đời người ta nói sao, ngu tầm ngu mà mã tầm mã. Cái con trâu thì không bao giờ mà đi theo con ngựa được, mà con ngựa thì nó không thể sống chung với con trâu được, thấy không? Đó, con trâu thì mới sống chung với con trâu, mà con ngựa thì nó phải đi chung bầy với ngựa. Ha. Bây giờ cái người mà làm thợ hồ không thể nào mà ngồi nói chuyện trao đổi với cái ông mà lái buôn được hết á, tại vì hai cái nghề nó không có thích hợp với nhau. À, thành ra một ông là đi xây nhà, xây cửa, còn ông thì bán buôn à, nó đâu có cái tính tương đồng để gặp nhau. Cho nên á, trong một cái câu chuyện mình muốn trao đổi, hai người phải đồng đẳng nhau, phải có cái sự gặp nhau à. Thí dụ như ông thợ hồ thì ông phải tìm người bạn là ông thợ hồ để mà ngồi trao đổi về cái nghề nghiệp, kinh nghiệm, thấy không? Ông thợ mộc thì ông phải gặp cái người thợ mộc, ông trao đổi về cái kinh nghiệm, về cái kỹ thuật à, mực mẹo làm như thế nào đó.
Cho nên á, mình muốn có cái lợi ích thì mình phải gặp cái người mà đồng đẳng, à, thích hợp, là để mình mới trao đổi, mình nói chuyện được. Và thế nào là hạng người này? Các tỳ kheo sau khi cung kính, tôn trọng, nên gần gũi, nên sống chung, nên hầu hạ cúng dường. Ở đây này các tỳ kheo có hạng người thù thắng về giới, định và tuệ. Hạng người ấy này các tỳ kheo sau khi cung kính, tôn trọng, cần phải gần gũi, cần phải sống chung, cần phải hầu hạ cúng dường. Vì cớ sao? Với ý nghĩ như vậy, nếu giới chưa đủ, ta sẽ làm cho đầy đủ. Hay nếu giới được đầy đủ, ta sẽ hỗ trợ thêm cho chỗ này chỗ kia với trí tuệ. Hay nếu định chưa đầy đủ, ta sẽ làm cho đầy đủ. Hay nếu định được đầy đủ, ta sẽ hỗ trợ làm cho chỗ này chỗ kia với trí tuệ. Hay nếu tuệ chưa đầy đủ, ta sẽ làm cho đầy đủ. Hay nếu tuệ đầy đủ, ta sẽ hỗ trợ thêm cho chỗ này chỗ kia với trí tuệ. Đó. Thì khi mà quý vị mà gặp cái người mà hơn mình á, à, thì sẽ đem đến cái lợi ích. À, mình học hỏi những cái điều mà mình còn khiếm khuyết, à, để mình phát triển, mình bổ sung thêm. À, đó. Thành ra đó, à, ta nói là khi mà mình gặp được cái người mà trí thức á, à, thì sao? Mình có rất nhiều cái lợi ích. À, thay vì nếu mà quý vị tự học, à, thì quý vị phải trải qua nhiều kinh sách, à, rồi quý vị thực hành thì mới có được cái kinh nghiệm. À, ở đây khi mà quý vị gần gũi được các cái vị thiện trí thức thì sao? Trải qua những cái kiến thức trí văn, à, cái nhà sư thì có điều kiện để mà nghiên cứu về pháp, về kinh, à, nhiều hơn, có thời giờ tu tập nhiều hơn. À, đó cũng giống như là thay vì quý vị phải tìm ở trong kinh, thấy không? Nhưng mà sư trích ra, à, quý vị đỡ phải mất công không? À, này là đọc kinh dùm cho Phật tử là, à, à, quý vị nghe xong rồi quý vị có được cái kinh nghiệm, có cái hiểu biết, thấy không? À, rồi á, thay vì quý vị phải mày mò ngồi thiền nhiều ngày, à, quý vị mới đạt đến những cái kinh nghiệm, những cái lợi ích thì sao? Thì á, cái vị thiền sư á, người ta đã từng tu tập, người ta trải qua những cái kinh nghiệm rồi, người ta mới hướng dẫn, ta chỉ dạy, thì quý vị sẽ tiến bộ hơn, thấy không? Đó, quý vị thấy không? Bồ Tát á, phải trải qua là 20 A Tăng Kỳ, à, 100.000 đại kiếp, à, để ngài mới dọn được cái con đường bát chánh đạo, đó, mới để lại tam tạng kinh điển, pháp học, pháp hành. Đó. Đó, rồi sư thì cũng đi trên cái con đường đó. Nè, thấy không? Đó, rồi bây giờ á, sư cũng phải học để chia sẻ, học dùm, học cho sư mà cũng học dùm cho quý vị. À, có kinh nghiệm, có kiến thức sư mới hướng dẫn, mới chỉ dạy, rồi tu cho bản thân sư, bản thân mình. Rồi mình có kiến thức, mình có kinh nghiệm, có hiểu biết thì mình mới chỉ dẫn, chia sẻ cho những người khác. Nhưng mà không có tu dùm được, chỉ là trùng tiên lại những cái lời dạy của Đức Phật, à, chỉ dẫn lại những cái phương pháp, những cái cách thức, à, để cho quý vị có được cái kinh nghiệm để quý vị thực hành thôi. Chứ sư mà nếu mà sư mà thực hành dùng được thì đỡ quá rồi, phải không? À, nếu mà Đức Phật mà ngài có khả năng ngài tu dùm thì các vị mà trong hoàng tộc dòng Thích Ca đâu có ai bị khổ, à. Thành ra Đức Phật dọn con đường, nhưng mà đi á là phải tự mình đi thì mới tới được.
Nếu Phật, Đức Phật chỉ dọn ra cái con đường thôi, chứ Đức Phật không có đi dùm được. Ngài đi cho chính Ngài, Ngài hướng dẫn chỉ dạy, rồi mình phải tự mình đi thì mình mới đến được cái kinh đô, đến cái tòa lâu đài của Bát Thánh Đạo được. Chứ Ngài không có, Ngài không có đem cho mình tới đó được, mà mình phải tự nỗ lực, mình phải đi. Nhưng mà sao mình thấy bây giờ cái con đường Ngài dọn rồi, nó cũng đỡ rồi, nó bằng phẳng, phẳng phiu, nó bớt gai góc. Chứ còn nếu hồi đó mà Ngài tự đi đó, thì biết bao nhiêu gian khó, biết bao nhiêu chông gai trở ngại trên cái con đường đó. Cho nên á, bây giờ mình phải nỗ lực, mình tu, mình hành thì mình mới đến. Mà mình phải nỗ lực, mình tránh xa, diệt trừ những cái tâm bất thiện ở trong, trong chính nội tâm mình. Cái điều này không ai làm được giùm mình hết. Rồi sao? Mình phải ráng nỗ lực, mình học, mình phát triển những cái thiện pháp, mình thực hành những cái thiện pháp. Điều này thì tự mỗi cá nhân, tự mỗi người phải, phải thực hành. Chứ Đức Phật cũng không hành được, bản thân sư cũng hành, không có hành được giùm cho quý vị nữa. Chỉ là có nhân duyên thì hướng dẫn, chia sẻ, chỉ dẫn cho quý vị cái cách thức để quý vị tu tập để được sự tiến bộ. Thế còn cái kinh nghiệm á, kinh nghiệm thì không, không có thể mà cho ai được hết. Thành ra hồi đó Ngài Hòa Thượng Pháp Lạc Ngài nói chứ, ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, bất tu thì bất đắc. Không chịu tu sao đắc được đó. Cho nên á, là vì vậy đó mà chúng ta học hỏi, rồi chúng ta phải cố gắng nỗ lực thực hành. Rồi chúng ta phải học trong kinh, tại vì trong kinh là có pháp. Trong kinh có pháp, rồi trong pháp á, mới chỉ dẫn chúng ta cách thức để thực hành. Pháp chia ra cái thiện, bất thiện, cái nào mình nên hành, cái nào mình nên tránh xa. Đó, thấy không? Thành ra đấy, chúng ta học ở trong kinh, trong luật, trong di diệu pháp, ở đâu cũng cũng có pháp để cho chúng ta học đó. Thành ra đó, thành ra chúng ta đừng có khăng khăng học cái này mà bỏ cái kia, bỏ học cái kia mà bỏ cái nọ, không đúng. Nếu mà chỉ thuần pháp hành nó đưa tới đạo quả thì Đức Phật đâu có thuyết pháp, thấy không? Mà nếu mà học đầy đủ tam tạng và giải thoát thì đâu cần hành. Cho nên pháp học hỗ trợ cho pháp hành, pháp hành thực hành để thấy được cái lời dạy của Đức Phật qua pháp học. Thành ra đó, hai học và pháp hành nó là giống như hai cái bánh xe. Chiếc xe không thể nào chạy nếu mà không có hai bánh xe. Quý vị thấy chiếc xe đạp đó, hay là cái chiếc xe bò, xe ngựa đó, nếu mà không có hai bánh xe là nó không thể nào chạy được. Nhưng mà cái xe có bánh xe mà không có sức kéo thì nó cũng không thể nào mà chạy được, không? Thành ra đó, các pháp đó là nó hỗ trợ nương lẫn nhau. Cho nên chúng ta phải biết, và chúng ta phải biết là pháp, Phật pháp, giáo pháp thì nó mênh mông. Nhưng mà không phải mình phải thuộc lòng tam tạng. Chúng ta có những cái cách thức, thí dụ như bây giờ cái trường hợp một cái đề toán ông thầy ổng cho, thì cái người học trò đó, bây giờ vận dụng cái trí tuệ của mình, vận dụng cái kiến thức, cái sự học của mình, bằng cách thức nào đó để giải đáp đúng cái đáp số là được. Đó, chứ không phải nhất thiết là chỉ có một cách, mà nó có nhiều cách. Nó có rất nhiều cách để giải đáp cái đề
của bài toán. Thành ra đó, quý vị tùy theo căn cơ trình độ mỗi người, mình cần học những cái pháp nào để mình giải đáp được cái bài toán này. Thì cái đề toán mà để cho quý vị bước vào dòng thánh, trở thành thánh nhập lưu là gì? Thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Đây là ba cái đề mà Đức Phật đưa ra cho mình giải đáp nè. Thấy không? Đó, bây giờ mình cần học những pháp nào để diệt trừ cái đề thứ nhất là thân kiến. Mình học những cái nào để diệt trừ cái đề thứ hai là hoài nghi. Mình cần vận dụng những pháp nào để giải đáp cái đề thứ ba là giới cấm thủ. Đó. Thành ra mình nắm vững ở chỗ này rồi mình học. Chứ còn bây giờ á nói là bây giờ mình giáo pháp thì nó mênh mông, cái thời gian, cái tuổi thọ mình nó quá ngắn, không? Rồi trí tuệ mình cũng không thể nào, mình chưa có đủ phước trí để mình học hết tam tạng kinh điển nữa. Cho nên á, bây giờ mình còn cần vận dụng, chọn ra những cái pháp nào mà mình thấy để giải đáp được những cái đề này thì mình sẽ học và sẽ thực hành những cái pháp đó, không? Vậy đó. Mà luôn luôn nhớ pháp thì có cái sự đối trị với nhau. Đó, giống như hai cái tứ chính cần này cũng vậy. Thì cái gì? Giống như là cái người bệnh. Cái người bệnh nguyên nhân từ đâu? Thì ông bác sĩ ổng sẽ cho những cái bài thuốc trị đúng cái chứng bệnh này thì nó sẽ hết bệnh. Đó. Thành ra đó, nhưng mà quý vị biết cái công thức thuốc đó, thì nó rất là nhiều. Nó có nhiều lắm. Ví dụ như đơn giản trị cái bệnh cảm thôi, nó có hàng trăm cái hiệu thuốc, hàng trăm cái công thức để trị cái bệnh cảm. Nhưng mà đó, đâu phải ai uống cái thứ thuốc đó là cũng hết bệnh đâu. Có người uống cái Tylenol nó không hết, nhưng mà uống aspirin thì nó hết. Có người á thì uống aspirin nó không hết, nhưng mà uống paracetamol nó hết. Đó, thành ra đó, mình có sự chọn lựa những pháp nào, những cái cách thức nào nó phù hợp để mình ráng cố gắng mình thực hành để chữa trị những cái chứng bệnh của mình. Chứ không phải họ uống Tylenol hết rồi bây giờ mình cũng uống Tylenol nó hỏng hết thì mình chịu, không phải. Bây giờ uống Tylenol hỏng hết ha, uống aspirin mà không hết, đổi qua thuốc khác. Thành ra đó, miễn cái thuốc nào mà nó phù hợp để nó diệt trừ được cái bệnh của mình là quan trọng. Còn hiệu thuốc nó chẳng qua là cái tên gọi thôi. Cái công thức nào mà nó phù hợp để nó trừ được cái bệnh của mình là cái điều đó là quan trọng. Chứ còn ở trên đời này nó trăm ngàn cái loại thuốc, trăm ngàn cái công thức khác nhau. Nhưng mà sẽ có một cái công thức, sẽ có một cái loại thuốc nó phù hợp để trị chứng bệnh của chính mình. Cho nên á, ông bác sĩ là ông chỉ hướng dẫn mình thôi. Còn uống thuốc và hiểu biết được cái cơ thể mình thì chỉ có chính mình mới hiểu biết mình. Sư thì cũng chỉ đón vậy thôi, chứ sư chưa có tha tâm thông để mà đón được chính xác cái căn cơ, cái trình độ tâm tánh của mỗi người. Cho nên á, là ở đây thì sư cũng học qua kinh nghiệm của Đức Phật, được các bậc trưởng lão tập thành tam tạng kinh điển, rồi cũng có sự suy tư, sự học hỏi, được coi qua phần chú giải, rồi sư cũng có chút ít những cái kinh nghiệm trong sự tu tập để chia sẻ, để hướng dẫn quý vị. Chứ còn nếu mà sư mà tự nhiên mà sư biết hết thì sư ngồi đây chắc không còn để ngồi đây để mà giảng cho quý vị nghe.
Thì cái phước báo này thì cũng cầu mong chư công đức pháp thể cái nghe và kính chúc quý tu nữ như quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, có thêm được những hiểu biết, những kiến thức trong pháp học cũng như pháp hành để quý vị nỗ lực tu tập, và cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ xin cung thỉnh chư công đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ thêm về cái bài học ngày hôm nay. Và nếu mà trong cái phần tứ chánh cần này quý vị còn những cái điều gì chưa thông suốt, còn vướng mắt thì hãy nêu lên cùng giải đáp chia sẻ, để tuần tới thì chúng ta sẽ qua cái phần thứ ba là tứ như ý túc. Cầu chúc tất cả quý vị an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá, và Nguyên Như con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã cho con cho chúng con bài học về tứ chánh cần của ngày hôm nay. Và bây giờ là khoảng gần 10 giờ rồi, tới giờ mà hỏi đáp. Xin quý vị có thể giơ tay lên, và Nguyên Như đã thấy anh Ca Vinh giơ tay. Và xin mời anh ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con kính đảnh lễ quý tăng, quý Nico và kính chào đạo tràng. Dạ kính thưa sư, con có thắc mắc về cái tứ vô lượng tâm. Thì cái thắc mắc của con là làm như thế nào để mà vun bồi cái tứ vô lượng tâm qua cái sự, nếu mà hành giả hành rốt ráo về cái tứ niệm xứ và hành đúng thì hành giả càng ngày càng thấy được cái tâm bất thiện của họ, và từ đó họ họ gây sợ những cái hành động bất thiện của họ, thì cái đó sẽ làm cho họ tăng bồi cái tàm và quý. Nhưng mà về cái tứ vô lượng tâm á sư, bị qua cái khía cạnh của một khi mà hành giả nhìn thấy được những cái bất thiện của họ đó, có thể giúp ích gì cho họ để mà họ vun bồi cái tứ vô lượng tâm vậy? Con xin sư dạy hướng dẫn ạ. Dạ. Hoặc là qua cái những cái học hoặc là hành những cái gì đó mà có thể vun bồi được cái tứ vô lượng tâm cho hành giả. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Một cái vị hành giả muốn thực hành cái tứ vô lượng tâm thì chúng ta phải thứ nhất á, là chúng ta phải thấy được. Ví dụ như bây giờ chúng ta muốn hành về tâm tư thì chúng ta phải thấy cái tâm sân là tai hại nó như thế nào, nó đem đến những cái quan trái khổ đau cho người chứ lúc đầu mình chưa thấy cái tai hại khổ đau chính mình đâu, mà mình thấy khi mà một người mà họ bị hành hạ thì họ sẽ khổ đau như thế nào. Rồi mình tìm hiểu, mình thấy bây giờ á mình gây khổ đau cho người khác thì sao? Mình gieo cái nhân bất thiện, mai mốt á mình cũng bị người khác họ hành hạ khổ đau như vậy. Cho nên á, khi mà chúng ta hiểu biết chúng ta gây khổ đau cho người thì cũng gieo cái nhân xấu, và gieo cái chủng tử xấu để mà chúng ta cũng sẽ chịu cái hậu quả khổ đau như vậy đó. Thì chúng ta mới thấy sợ. Chứ còn hồi đầu là mình chưa biết, mình cứ nghĩ tại vì nó làm cho tôi giận, tôi phải trút cơn giận lên nó. Đó. Mình phải thấy được cái tai hại, hậu quả khổ đau gây cho người, rồi bản thân mình cũng phải lãnh cái khổ đau đó nữa. Đó. Để mình bắt đầu mình phát triển tâm từ. Thì phát triển tâm từ đây đó là cái đầu tiên hết, mình phải tha thứ, tha thứ cho người trước,
vì vô minh phiền não mà những người đó họ đã gây quan trái tổn hại khổ đau. Bây giờ mình sẽ xả bỏ những cái điều quan trái đó trước. Mình tha thứ cho người trước. Mình tha thứ cho người trước. Nhưng mà mình tha thứ cho người đó là mình cũng làm cho mình được an vui đó. Tại vì á, mỗi lần á, khi mà cái tâm mình nó trạo hối, nó nhớ lại người đó họ hại tôi như thế này, họ nói xấu tôi như thế kia, thế này thế khác, làm sao làm cái tâm mình nó chấn động, nó khổ đau, phải không? Đó mà mỗi lần mà mình nhớ, mỗi lần mình nhớ là giống như đó, là cái vết thương càng ngày nó bị càng lan rộng ra. Đó. Cho nên á, bây giờ á, mình tha thứ cho người á, là để gì? Thôi bây giờ chuyện nó ấy rồi, bỏ qua mà không nhớ nữa, để cái tâm mình nó nhẹ nhàng. Chứ còn mình nhớ hoài á, nhiều khi á, vô hành thiền nó trạo hối lại đó. Thành ra đó, các vị trưởng lão mới nói là mình khi mà mình tha thứ cho người khác đó, là chính mình làm cho mình an lạc. Mình tha thứ cho người khác đó, là để cho mình được an vui đó. Đó. Rồi mình cũng xin những người khác, mình cũng là phàm nhân mà. Cho nên khi mà mình bị vô minh phiền não chi phối, mình cũng đã gây những cái tổn hại khổ đau cho người khác. Cho nên bây giờ mình cũng xin những chúng sanh mà do phiền não mà mình đã gây tổn hại khổ đau cho người khác, bây giờ xin những người đó đó hãy tha thứ, xả bỏ những cái điều đó cho mình. Đó. Rồi sao? Rồi mình mới bắt đầu mới cầu mong cho những người mà thân mến của mình, trong gia đình mình, những người thân của mình được an vui. Cầu mong cho bạn bè của mình được an vui, thân bằng quyến thuộc được an vui. Rồi cầu mong cho những người mà mình không thương mà cũng không ghét, cho họ được an vui. Rồi mình rải tới những cái người mà gây quan trái với mình, mình cũng cầu mong cho những người đó tránh khỏi những điều tai hại cũng được an vui. Đó là phát triển cái tâm từ. Rồi phát triển tâm bi là khi mà mình khổ đau đó, mình đau đớn thì thân tâm mình cũng khổ dữ lắm. Thì mình cũng có cái lòng bi mẫn trước cái khổ đau của chúng sanh khác. Nhưng mà đó, cái khổ đau mình không phải mình ngồi mình khóc lóc, trời ơi thấy người đó khổ đau quá, tội nghiệp quá, mình ngồi mình khóc lóc, mình rên rỉ, mình than gian, không có lợi ích gì hết. Bây giờ mình thấy người đó họ khổ đau, bây giờ mình biết được cái phương pháp nào để chữa trị giúp cho người đó. Thí dụ như bây giờ người đó họ bị bệnh như vậy á, mình chỉ cho họ những cái phương thuốc, chỉ cho họ ông bác sĩ này, ông thầy thuốc kia để họ tới họ trị. Hoặc là mình có thể mình giúp đỡ về cái vật chất, thuốc men rồi chẳng hạn. Hoặc là những cái người này họ buồn rầu khổ đau trong cái trạng thái tinh thần, thì mình có thể mình an ủi giúp đỡ, để họ hiểu biết, để họ vượt qua những cái uất ức khổ đau đó. Thành ra đó, Đức Phật cũng tùy theo chúng sanh, những chúng sanh mà hữu duyên thì Đức Phật mới chỉ dẫn, mới tế độ thôi, để giúp đỡ cho họ thôi. Còn những chúng sanh mà nó si mê tà kiến quá nặng, nó không có duyên thì thôi, Đức Phật cũng đành chịu. Chứ còn lòng từ bi của Ngài thì bao la rộng lớn. Nhưng mà mình đâu thể nào mà mình can thiệp vào cái nghiệp quả của chúng sanh được, phải không? Bây giờ có những cái bệnh nó thuộc về bệnh nghiệp thì giờ cũng đành chịu thôi.
không có ông thầy thuốc nào, không có hoa đà, không có ông đại thần y nào mà có thể mà can thiệp được cái bệnh nghiệp đó. Thành ra bây giờ mình chỉ khuyên họ ráng có sự tập gì đó để giảm thiểu được những cái khổ đau phiền não thôi. Chứ còn mà những cái chứng bệnh mà thuộc về nghiệp thì thôi. Thành ra đó, cái tâm tư, tâm bi của chúng ta đó, tứ vô lượng tâm đó, mình cũng phải tùy theo đối tượng. Chứ không phải gặp ai mình cũng lợi mình khuyên. Gặp mấy người mà gặp mấy cái người mà lấy ra nó không có biết gì Phật pháp rồi. Mình lại khuyên hồi là còn nguy hiểm nữa. Cho nên á, mặc dù là người thân ở trong gia đình, thân những người thân của mình, nhưng mà người này họ không có hiểu biết gì về Phật pháp, không biết về định luật nhân quả, không biết cái sự cung kính tam bảo. Thì bây giờ mình đem Phật pháp lại mình nói với họ, có dừng nó nói mình khùng. Nó hồi đó nó còn sanh ra những cái điều không tốt đẹp nữa. Cho nên á, thì thôi, bây giờ với những người nào mà họ có ý muốn tìm hiểu không ấy thì chúng ta cũng thấy, còn không nữa thì thôi, bây giờ là có điều kiện mày đau quá phải không, rồi cho mày than thuốc, cho mày viên thuốc. Chứ đừng có đem Phật pháp ra mà giảng giải hồi nó không có nghe đâu. Thành ra đó, như hồi nãy là trong cái đó mà nói cho giới cái tầm cho những cái người mà không có giới vì cái lòng bi mẫn, vì cái thương xót là như vậy đó. Bây giờ thấy mình khổ quá mà mình không thể mà nhắm mắt làm ngơ. Thôi giờ giúp cho viên thuốc, giúp cho than thuốc gì đó để cho nó bớt đau khổ, để mình cũng thực hành cái lòng từ của mình vậy thôi. Đó là cái gọi là cái cho với cái tâm tế độ là chỗ đó. Còn thí dụ như mà với những cái người mà nó nặng nề về cái mê lòng tà kiến, bây giờ mà đi lại mấy người mà họ có cái xu hướng họ tôn sùng cái Hồi giáo mà lại mà nói khuyên giải nó nói về Phật pháp là coi chừng mình chết ra. Nó cũng nguy hiểm. Thành ra đó, cái lòng từ, lòng bi mẫn, tứ vô lượng tâm mình phát triển trong chính bản thân mình, nhưng mà đối với những cái đối tượng bên ngoài thì cũng tùy theo có những đối tượng chúng ta sẽ hỗ trợ, nhưng mà đối với những đối tượng mà nó thấy là không hợp thì thôi mình chịu thua, chứ mình không có giỏi hơn các bậc thánh nhân, không thể mà nào mà giỏi hơn Đức Phật được đâu, thấy không? Cho nên là đối với những cái đối tượng mà quá si mê tà kiến nặng nề thì thôi mình tránh cho nó được an ổn. Thì xin giải đáp cái điều thắc mắc của chú Trần Trần Nam, và chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Mây giá, Nam mô Sang Khai giá. Con đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, quý bà cô tu nữ cùng đồng thể đạo tràng. Dạ thưa sư, trong bài pháp ngày hôm nay sư có nói về sơ qua về cái sơ quả đó sư, thì thực là cái sơ quả, tức là quả đầu tiên trong hàng thánh quả tu đạo quả đó sư, thì đó là cái lý tưởng ước mơ cầu đạt của chúng con đó sư. Như vậy thì trong cái lộ trình tu chứng từ một phàm phu mà chuyển qua vị thánh giả đó sư, thì như vậy thì pháp học và những pháp học pháp hành nào để có thể đoạn trừ được cái, để đoạn trừ được cái thân kiến và hoài nghi với hoài nghi bị giới cấm thủ đó sư. Con đang bị ho đó sư. Thế bây giờ thì con mong sư chỉ rõ dùm những cái pháp học pháp hành nào có thể đưa đến đoạn tận được cái thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ để chứng đắc được cái quả tu đạo hoàng đầu tiên đó sư. Dạ mô Phật, con tri ân sư ạ. Dạ.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Thì thường thường á, cái tham của chúng sanh nó rất là nặng nề. Mà bây giờ cái điều đầu tiên hết là về cái cần phải diệt trừ là cái thân kiến. Tại vì cái thân kiến này thì nó từ đâu? Mình mê lầm chấp ngã, chấp cái thân này là tôi, là của tôi đó. Cho nên á, bây giờ chúng ta phải diệt trừ đó, cái đó bằng cách nào đó, thì quý vị phải học. Đức Phật đã phân tích trong Di Diệu Pháp cái thân ngũ uẩn này á, nó là hai thành phần vật chất là sắc, tinh thần thọ tưởng hành thức, chứ hoàn toàn không có một bản ngã, không có một linh hồn, không có một người nam người nữ, không có gì ở trong cái ngũ uẩn này đó. Khi mà chúng ta học như vậy rồi đó, rồi mình phải hành để mình mới thấy cái học nó là trí văn thôi. Rồi bây giờ cái suy tư đó, suy tư rồi mình đem ra mình thực hành. Thực hành bây giờ á, quan sát cái hơi thở, cái chuyển động của hơi thở nó thuộc về sắc, nó là không khí, phải không? Nó có sự di động đó, cho nên á, nó chuyển động thì nó sanh ra, vô ra, phải không? Hay là phòng xẹp, thì cái gì biết được cái chuyển động này, biết được vô ra, biết được phòng xẹp, thì cái tâm hay là danh nó theo dõi, quan sát, ghi nhận cái hơi thở này, động này, thì cái diễn trình gì, danh sắc, chứ mình đừng tưởng tượng là tôi niệm diệt trừ cái chỗ đó. Bởi vậy chúng ta hành để không thấy có cái ngã. Thành ra Đức Phật chỉ dạy cho mình thấy rằng cái không có ngã ở trong cái thân ngũ uẩn này, chứ không có phải là diệt ngã. Nhiều người hiểu lầm nói là tu tập để diệt cái ngã. Đã Đức Phật nói là không có cái ngã mà lấy cái gì cái diệt. Cái gì nó có thực thể thì mình mới diệt được chứ. Còn bây giờ đó, nó là không có ngã, không có bản ngã, sao mình diệt được? Cho nên là quý vị mà muốn diệt trừ đó, thì phải thực hành cái đó. Rồi hoài nghi thì có hoài nghi về Phật Pháp Tăng, về hoài nghi về đạo quả, về định luật nhân quả, về pháp hành, đó. Rồi sự chứng đắc quả vị của Đức Phật, thì những cái hoài nghi này nó quan trọng. Còn những cái vấn đề mà hoài nghi về cái khác thì nó rất nhiều, nhưng mà chúng ta phải nỗ lực học hành rồi tìm hiểu cặn kẽ để diệt trừ cái ba cái hoài nghi về tam bảo, về nghi
hoài nghi về định luật nhân quả, về hoài nghi về cái vấn đề mà giải thoát. Rồi cái giới cấm thủ là gì? Là mình chấp vào những cái hình thức, hình thức là phải cầu giải thoát, rồi phải lại 108 lại, rồi phải đọc bài kinh này, phải đọc bài kinh kia, phải lại hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc gì đó. Những cái hình thức này là nó không có đúng. Các cái hình thức nó không có thể nào mà đem tới cái sự giải thoát. Ngay cả khi mà Bồ Tát mà thực hành cái khổ hạnh như vậy đó, nó là những cái hình thức tu tập nó không đem đến cái sự giải thoát, cho nên mình phải từ bỏ, mình loại trừ ra, mình không có tin theo những cái hình thức đó nữa đó. Thì chúng ta phải hiểu biết để mà thực hành, để loại trừ. Chừng nào mà quý vị giải đáp được đầy đủ ba cái đáp án, diệt trừ được cái thân kiến, không có một cái tôi, không có tôi ta, không có người nam người nữ gì ở trong cái thân ngũ quẩn này, nó là sự hoạt động của danh sắc, do nhân do duyên mà cái nó hình thành. Rồi đến một lúc nào đó do nhân duyên hết thì nó sẽ tan rã, rồi không còn hoài nghi về Phật Pháp Tăng, về hoài nghi về là dạy Đức Phật, hoài nghi về định luật của nhân quả, hoài nghi về con đường giải thoát. Rồi không có còn chấp vào cái vấn đề mà hình thức khổ hạnh thế này thế khác, cầu khấn gian sinh là nó không có đem đến cái sự giải thoát. Ở đây thì cái thời gian nó cũng không có nhiều, sư cũng chia sẻ giải thích ngắn gọn, và nếu mà chú cần tìm hiểu thì sẽ tìm hiểu kỹ càng hơn qua kinh điển. Ở trong kinh điển thì nói nhiều hơn, và chú sẽ tìm hiểu cặn kẽ hơn. Và chúc chú nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, mô Phật. Con Oanh Phan, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ, kính sư, thưa sư, cho con hỏi. Chúng sanh của mình đã tạo rất là nhiều nghiệp ác, nghiệp bất thiện từ nhiều đời, nhiều kiếp cho đến ngày hôm nay rồi. Thì ngay cả bản thân con cũng từ vô thủy kiếp cũng đã tạo nhiều cái nhân bất thiện. Vậy thì mỗi sáng con quỳ trước bàn thờ Phật, con sám hối với Đức Phật, như vậy thì cái nghiệp của con có được giảm bớt không, thưa sư? Dạ, kính sư dạy cho hàng Phật tử của chúng con ạ. Dạ, con xin hết. Nam mô Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Kính lễ chư tôn đức, nhận chào tất cả quý vị. Thì thật sự ra đó, cái vấn đề mà sám hối đó, thì chúng ta hiểu như vậy nè. Sám hối là mình bày tỏ ra để mình thấy được cái điều nào là bất thiện, là nó đem đến cái tội lỗi, và cái điều nào là thiện, nó đem đến cái phước đó. Chứ còn mình sám hối á, thì không có hết tội lỗi. Tại vì sao? Cái nhân mình đã gieo rồi, nhưng mà nó ngăn ngừa từ giây phút này về sau này mình không có phạm nữa. Cho nên á, cái lỗi lầm á, phạm nhân thì ai cũng có hết.
À, chừng nào mà đắc quả A-la-hán thì mới hết thôi. Chứ còn cái lỗi lầm mà cái lỗi lầm thì ai cũng có, ít với nhiều. À, nhưng mà không phải là mình nói mình tạo ác nghiệp không. Mình cũng có thiện nghiệp chứ. Mình cũng có thiện nghiệp nên mình mới được làm sanh làm người. À, rồi chúng ta tuệ, rồi chúng ta được hiểu biết Phật pháp. À, nhưng mà đó, cái những cái bất thiện nghiệp mình cũng có. À, cho nên đó, là mình đó, nghiệp có đen lẫn trắng. À, cho nên bây giờ đó, quả có trắng có đen, không? cũng có phước đó mới sanh được làm người, mới gặp được chánh pháp nè, mới nghe được Phật pháp nè. Nhưng mà những cái bất thiện cũng có đeo đuổi, cho nên bây giờ mình cũng còn phải trả. Ai rồi giờ mình phải trả chứ. Cho nên nó cũng gặp những cái chướng ngại, những cái nghiệp xấu nó phát sanh rồi nó gây cản trở khổ đau bệnh tật rồi này kia nọ đủ thứ chen. Đó. Thì khi mà chúng ta đọc cái bài sám hối là để gì? Để ngăn ngừa. À, ngăn ngừa chúng ta lâm dấp vào những cái phạm giới thì đó tạo những cái nghiệp ác. Cho nên á, chúng ta nỗ lực thực hành từ đây về sau, chúng ta đừng có phạm giới nữa, chúng ta đừng có tạo bất thiện nữa. À, thì từ nay về sau này mình sẽ hết nghiệp. Còn cái nghiệp mà từ mấy bữa trước đó, lỡ làm rồi. À, mấy bữa trước lỡ ăn mặn rồi. Mấy bữa trước lỡ ăn mặn rồi thì phải khát nước, phát nước. À, phải uống nước. Mà phải uống nước nhiều thì phải đi vô nhà vệ sinh nhiều. À, còn từ nay sao biết rồi. Ăn lạc rồi. À, hạn chế muối, hạn chế những cái chất mặn. À, mình sẽ bớt đi toilet, bớt chạy vô nhà vệ sinh. Thấy không? Đó, chứ còn mà bây giờ nói bây giờ thôi bữa nay tôi ăn lạc. Mấy bữa trước rồi tôi hết tội rồi đâu có được. Thành ra đó, chúng ta cái lời dạy của Đức Phật nó rất là sáng tỏ, không có mù mờ. Nhưng mà nhiều khi á, người ta vì mình cái trí tuệ của mình còn kém, cho nên là ta nói sám hối đi hết tội. Sự thật ra đó, nó hết tội là từ lúc mà mình sám hối trở về sau. À, lúc đó mình có trí tuệ rồi, mình không có làm những cái điều bất thiện nữa thì mình không có tội. À, cho nên nó hết tội từ cái ngày mà mình sám hối đó, trở về sau mình tránh đừng có làm bất thiện nữa thì mình hết tội. Còn cái tội mà mình tạo rồi á thì giờ mình cũng phải chịu. Quý vị thấy đó, cho đến Đức Phật ngài cũng bị trả nghiệp, phải bệnh kiết lỵ rồi này cái nó. Ngài Xá Lợi Phất cũng bệnh, rồi ngài Mục Kiền Liên thì phải bị mấy tên cướp nó bầm nhồi tan nát. À, thành ra đó cái nhân đã gieo thì bây giờ mình phải trả. Nhưng mà từ nay sao mình không gieo nữa thì không có, thì nó hết. Đó, thành ra là sư chia sẻ với cô Anh Phan về cái câu hỏi này, và chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Và con đã thấy bàn tay của cô tu nữ trợ duyên, và con xin kính thỉnh cô ạ. Dạ, sa thú. Cảm ơn Như. Dạ, đạo tràng có nghe âm thanh của trợ duyên rõ không? Alo. 1, 2, 3, 4. Dạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính tri ân Ngài Pháp Thanh. Và kính chào đạo tràng. Dạ, con có câu hỏi như thế này. Vì thời gian đạo tràng thì con không biết là đến mấy giờ mới hết.
Cho nên là con cũng có đặt một cái câu hỏi như thế này. Hồi nãy con nghe Ngài giảng về, Ngài nói tầm ngu mà mã tầm mã. Có nghĩa là trâu á, thì sống theo trâu, và ngựa thì sống chung với ngựa. Cái đó thì cái pháp thôi. Theo con hiểu thì ở trong rừng á, thì có thể mới sống được từ đàn như vậy. Còn ngược lại á, vì con ở, thật ra từ ngày con tu đến bây giờ á, thì con đi cũng nhiều nơi, cho nên là con thấy mỗi một cái chùa sinh hoạt khác nhau, và chư tăng tu nữ cũng có khác nhau. Rồi sa di, rồi tỳ kheo, đi đây, thì chơi bạn như vậy. Con thấy là sa di nè, tỳ kheo nè, tu nữ nè, ở trong chùa thì nó cũng có khác nhau hẳn hồi. Và có những vị á, thí dụ như là sa di mới vào tu thì nó cũng khác hẳn với tỳ kheo. Mà cái vị này á, thì thí dụ như vị này nói khá nhiều và không nghe lời các vị tỳ kheo. Còn con á, thì thật ra con là tu nữ, nhưng mà con nhìn thấy được á, một vị tỳ kheo kia, một sa di, thì con thấy đúng, nhưng mà cái vị này không chấp hành. Và con á, thì con có thể nói như thế nào hay là chia sẻ như thế nào đến với vị sa di này có được hay không? Và con kính Ngài chỉ dạy cho con, là nhầm khi con cũng hơi gọi là trong chùa thì cũng có cái tu nữ mình á, con nghe sư phụ dạy á, cho nên là con không có dám, con không có dám xen vô. Nhưng mà nếu mà bắt đắc dĩ thì con có thể xen vô được hay không? Dạ, con kính đến Ngài. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Thầy Giá. Thì bây giờ á, mình muốn xen vô, mình thứ nhất là mình tự phản tỉnh, mình xem xét lại coi cái tâm mình đó nó muốn xen vô với cái ý gì. Mình muốn chia sẻ để giúp đỡ cho cái người này đó, với cái tâm mà tốt đẹp á, thì khác. Nhưng mà mình muốn xen vô để mình chỉ dạy với người này á, để mình tỏ ra là mình hiểu biết, mình thấy này thấy khác là cái với cái tâm mà ngã mạn đó, thì coi chừng nó nguy hiểm đó. Cho nên á, mình phải biết, thí dụ như là bây giờ cái gì đó, bất cứ ai thì quý vị thấy rằng đó, tâm tánh chúng sanh mà Phật pháp sở dĩ mà có tới 84.000 pháp môn, tại sao? Tại vì chúng sanh nó có tới 84.000 cái loại bệnh, cho nên Đức Phật mới đưa ra 84.000 cái loại thuốc để mà đấu trị, phải không? Đó. Cho nên á, bây giờ mình lo cho mình, chính mình trước cái đã. Còn cái người kia như hồi nãy chị nói đó, với cái tâm từ mà nếu mà bây giờ người đó họ cần giúp đỡ thì mình sẽ sẵn sàng chia sẻ, mình hướng dẫn giúp đỡ. Chứ còn á, là đã cái người đó họ đã không cần giúp đỡ rồi, mà bây giờ mình muốn giúp đỡ họ là mình coi chừng, thấy không? Bây giờ á, giống như Ngài Hòa Thượng Ngài nói đó, mình bây giờ giống như là mình được lên, hồi đó mình chưa có biết đạo á, mình ở lên đên dưới biển, ở dưới biển khổ. Bây giờ may mắn mình lên được chiếc thuyền nó đỡ rồi. Bây giờ mình thấy bà con thân bằng quyến thuộc mình còn lên đên ở dưới biển, mình muốn cứu người ta, mình muốn giúp người ta,
Nhưng mà khi nào mà nó đưa tay á, cô ơi con cứu giùm con, thì cô hả đưa tay cô, hay là hoặc là cô đưa cái cây, hay là cô quăng cái phao gì á, cô giúp cho họ. Còn bây giờ á, nó thấy ở dưới biển là vui, trời ơi dưới biển mát muốn chết, lội sướng muốn chết, lặn hụp vậy mà vui, mà cô đưa tay, cô biểu nó đưa lên, đưa cô kéo lên thuyền, cô chân nó kéo cô té trở xuống dưới biển á, thấy không? Thành ra đó mình muốn giúp cho người ta nhưng mà cũng tùy duyên. Nè, bây giờ nè, Đức Phật nói tâm tánh chúng sanh không có ai giống ai đâu. Bây giờ cô lại cái cây bồ đề hay là bất cứ cái cây nào, không thể nào mà cô tìm ra được hai chiếc lá, hai chiếc lá mà y chang nhau, thấy không? Anh em, chị em, dầu là song thai á, là coi như là nó giống với nhau á, 9-10 nha, nhưng mà trên cái thân nó cũng có 1-2 điểm khác nhau, rồi á, cái tâm tánh cũng khác nhau, cái hình dáng nó có thể tương tự, tương đồng, nhưng mà tâm tánh là không có tương đồng nhau đâu. Nó khác. Cho nên á, mình muốn giúp người ta, nhưng mà mình phải coi thật kỹ. Khi nào mà người ta lắng nghe, người ta cần gũi, người ta hỏi han, thì mình nói. Còn mình đừng có xen vô, mình chỉ dạy, phải không? Ngài Hòa Thượng hồi đó, Ngài nói sao, phải không? Mình á, mình thương người ta, mình muốn giúp người ta, nhưng mà người ta có thầy. Cái gì chịu trách nhiệm là ông thầy tế độ quá, chứ không phải mình. Cho nên á, hả chừng nào người ta hỏi thì mình nói, người ta nói thì mình nghe. Còn mà hả mà nó cự mình thôi, mình đi kiếm chỗ khác mình tránh né cho rồi đi. Đừng có đôi co luận hồi là quan cái nó sanh ra. Cho nên á, mình phải biết là Đức Phật nghe nói là giúp đỡ cho người khác là điều tốt, nhưng mình phải biết lo cho mình, giúp đỡ cái mình là quan trọng. Đừng có lăng xăng lo cho người khác, mà mình phải lo cho chính mình, thấy không? Lo tu tập, lo học hỏi, lo thực hành cho chính mình. Còn ví dụ như ở đây, vì quý vị Phật tử có cái tâm tầm cầu, có sự lắng nghe, có sự hướng đến Phật pháp, cho nên là sư mới vô đây khua lóc cóc gõ lợp cọp rồi cho quý vị, chứ mai mốt thì mà tới chừng mà cái mỏ nó bể thì thôi, cũng im ru và ru. Thôi cũng xin chia sẻ với cô tu nữ Tề Duyên chút ít, và chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe an vui, cầu mong chư thiên quan hỷ và cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ, sa thú Lanh Thầy. Dạ, con kính tri ân Ngài rất nhiều. Dạ, con không biết là thời gian còn hay hết nữa. Dạ, không biết là thời gian còn không hả Nguyên Dư? Nếu mà hết thì tự nhiên xin phép. Dạ rồi, tự nhiên kính cảm ơn đạo tràng rất là nhiều. Dạ, cảm ơn Nguyên Như. Dạ, bây giờ tự nhiên xin trả mic lại. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và một lần nữa Nguyên Như con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã cho chúng con bài học rất là hay của ngày hôm nay, và con cũng kính xin tri ân chư vị cũng như cô tu nữ Tuệ Duyên đã có những câu hỏi đến với đạo tràng để cho chúng con được học hỏi thêm ạ. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính thỉnh sư Nguyên Thông có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay, bạch sư. Và con xin dâng mic lại cho sư ạ.
Phavatu sabba mangalang rakhang tu sabba devata sabba buddha nupave nasada soti favang tu te Phavatu sabba mangalang rakhang tu sabba devata sabba dhamma nupave nasada soti favang tu te Phavatu sabba mangalang rakhang tu sabba devata sabba sangha nupave nasada soti Phà văn tu tê tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề hoa tà san ti vi hà ra hoa si ni thụ bề kha rê bồ thi kha rê tà hình tà hình. Ta tham ma đa ne na pha văn tu bu chi ta so thân ca ron te tha vi ha ra măng đa lê. Thế ra cha mánh cha na hoa ca cha phân ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca. Ga ma cha de sa ni ga ma cha i sa ra sam ba na phu ta su khi ta pha văn tu te. Cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta tha wo pa pa ti ka. Ni ya ni kan tham ma wa rang pa tin cha te sam be bi dung kha sa ka ron tu sang kha yang. Tha tu chi rang sa tang tham mo tham man tha ra cha bung ga la sang ko ho tu sa mang go. Wa an tha ya cha hi ta ya cha am he rang ga tu san tham mo sam be bi tham ma cha ri no gu tin sam ba bu nei ya ma tham ma we đệ tê y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta du y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta du y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta du ý đằng quá tám nề buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm, trong ngày vị lai. Và Nguyên Như xin hẹn chư vị Phật tử trở lại Rung Nguyên Như Kỳ Viên vào tối ngày thứ tư và cũng là sáng thứ năm ở bên Việt Nam. Ngày mai chúng ta lại cùng nhau ôm lại những bài kinh vi diệu pháp của thầy Kinh Milanda. Và Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.